Xin chào các bạn, xin tự giới thiệu tôi là Phan Thủy, là chuyên viên tư vấn dinh dưỡng của DBF. Thì chúng ta vừa trải qua một cái dịp Tết với rất nhiều các cái buổi lễ hội chúng ta có. Trong cái dịp Tết thì chúng ta có cơ hội được gặp bạn bè người thân, thì chúng ta lại gia tăng những cái buổi tiệc tùng ăn uống, thì chúng ta lại đối diện với cái tình trạng nguy cơ là tăng cân, tăng cái lượng mỡ dư thừa trong cơ thể. Thì cái điều đó là cái điều chúng ta không mong muốn. Thế thì làm sao để qua năm mới chúng ta có thể giảm cân rồi giảm mỡ bụng, giảm cái lượng mỡ bụng? Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ một cái mẹo nhỏ về thực phẩm để giúp các bạn làm sao có thể giảm cân và lấy lại cái vóc dáng mình mong muốn. Thì đó, cái thực phẩm mà tôi muốn nói đến là ba cái loại thực phẩm mà các bạn rất là quen thuộc. Cái thứ nhất đó là trà xanh, cái thứ hai là nghệ, và cái thứ ba là cacao. Và ba cái loại thực phẩm này đều có rất nhiều cái lợi ích về sức khỏe. Trà xanh thì là một cái chất mà chống oxy hóa rất là tự nhiên, nghệ thì là một cái chất chống viêm, còn cacao được biết đến là về cái lợi ích về tim mạch. Cái thứ nhất thì tôi muốn chia sẻ về trà xanh. Trong trà xanh nó có một cái chất có nó gọi là polyphenol. Trong trà xanh nó sẽ giúp tăng cái quá trình trao đổi chất và làm thúc đẩy cái việc mà đốt cái lượng mỡ trong cái quá trình mà các bạn vận động và tập luyện. Và trên thực tế thì trà xanh không chỉ giúp giảm cân mà còn làm giảm các cái chất béo nội tạng một cách rất là đáng kể. Đó là cái lý do mà trà xanh được nó là một trong những cái chất, cái thực phẩm rất là tốt để giúp các bạn đốt được cái mỡ bụng. Còn cái thứ hai là cacao. Thì theo nghiên cứu của các cái trường đại học hàng đầu của Mỹ thì cacao nó có thể là ngăn ngừa được các cái bệnh tật và đặc biệt là giảm cái lượng cholesterol. Và ở đây nó còn là một cái thực phẩm mà nó điều chỉnh cái tâm trạng và ngăn chặn cái sự thèm ăn của bạn rất là tốt. Và thứ ba thì đó là củ nghệ. Thì củ nghệ thì các bạn cũng biết rồi, nó là một chất chống oxy hóa rất là mạnh mẽ, và trong cái những cái nó là một trong những cái xu hướng của sức khỏe của năm 2017, và nó giúp làm trẻ hóa gan và thải độc. Tức là trong nghệ ấy, nó có cái chất làm trẻ hóa gan và thải độc rất là tốt. Thì có nhiều cách để chúng ta có thể là dùng nghệ. Có thể là các bạn làm những cái viên nghệ ở cái dạng viên để các bạn có thể sử dụng được, hoặc là các bạn cho vào thức ăn để nó tăng cái hương vị trong cái bữa ăn, hoặc là các bạn cũng có thể là cho vào cái đồ uống nóng cũng rất là tốt. Thì tóm lại ở đây thì ba cái loại thực phẩm mà tôi vừa mới kể trên đó, nó đều có cái khả năng là đốt cháy cái chất béo cho các bạn. Thì cái việc mà làm để mất mỡ bụng là một nhiệm vụ mà nó có thể là rất là khó. Thế mà nhưng với những cái thói quen và cái cách thức đúng đắn thì bạn hoàn toàn có thể là giảm cân để lấy lại cái vóc dáng, làm cho eo thon hơn, bụng phẳng hơn, vóc dáng tốt hơn. Đó là những cái mẹo mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thì chúc các bạn là với những cái mẹo trên thì giúp các bạn sẽ đạt được cái mục tiêu giảm cân của mình. Chúc bạn đạt được những điều mình mong muốn.